Có vừa về thêm một chiếc Fortuner máy dầu số tự động anh chị. Đó, chất xe còn đẹp lắm. Xe này người ta lên đèn bi LED trên chị luôn đây nè. Đó, bi LED cản nè. Cái này người ta cũng độ lên LED trên chị luôn rồi. Đó, có tích hợp sẵn camera 360 nè anh chị. Đó, mặt ga lăng xi mạ chrome nhìn bóng loáng à. Chất xe này còn đẹp lắm. Xe này chạy có 52.000 cây anh chị, còn cái nước sơn của xe cái mình bọng nè. Nó còn rất đẹp luôn nha. Anh chị coi vỏ xe nè, 52.000 cây nè. Còn vậy lắm. Gầm bổng còn đẹp đúng không anh chị? Đây nè. Đó anh chị thấy không, gầm bổng này còn đẹp luôn. Đó. À, chút xíu nữa chiều sẽ mở cái nắp capo lên quay cái động cơ cho anh chị coi. Nè, cái này người ta đã độ lên cho anh chị cúp điện luôn nha. Đó, 52.000 cây à. Nè, anh chị coi cái cần số nè, còn đẹp lắm. Đó, lên sẵn mà hình Android cho anh chị luôn. Có gắn camera hành trình luôn. Có bọc vô lăng cho anh chị luôn nè. Đó, ghế da sẵn luôn anh chị. Có lót sàn luôn. Nó có ốp inox chống chạy cho 7 bước nữa nè. Có lót sàn cao su nữa nè. Nó đầy đủ hết. Sản xuất là 2019 anh chị. Xe được sản xuất 2019. Chạy có 52.000 cây lên full option luôn. Đèn bi LED nè, màn hình Android nè. Lên cấp điện cho anh chị nè. Bọc trần ni lông nè, ghế da sẵn nè. Đó, lót sàn nè, dán phim cách nhiệt nè. Ốp inox ron kính nè, ốp inox chén cửa nè. Đây nắm cửa xi mạ chrome sẵn rồi. Cái này cũng ốp trang trí cái này luôn, ốp nhựa nè. Đây vỏ xe còn dày lắm. Xe chạy 52.000 cây cam kết cho anh chị luôn, chuẩn km nha. Nếu mà tua đồng hồ tặng xe. Đó, cam kết thì một điều là xe không cứng đụng, không ngập nước, không bùng đã động cơ. Máy móc là còn nguyên zin. Đây. Xe còn đẹp lắm, cái gì nè, có ốp inox ra đèn sau nữa nè. Bánh xe dự phòng đây nè. Đó, gầm phía sau còn đẹp luôn anh chị. Thấy không? Đây, chiều sẽ đi dạo một vòng cho chị coi. Nè, lên cúp điện luôn. Xe này người ta độ cúp điện nha anh chị nha. Đây. Đó, có độ cúp điện luôn, có lót nhựa luôn nè, lót cúp bằng nhựa luôn nè. Thấy không? Đây nè, ốc cúp là còn nguyên zin luôn. Đó. Đây, độ cấp điện luôn nè. Máy dầu số tự động 2019 chạy 52.000 cây độ cấp điện cho anh chị. Anh chị thấy cái mình bọng nó còn đẹp lắm nè. Mình bọng nè. Nước sơn nè, nó liền lạc ha. Mình bọng mình thẳng băng nè. Họ xe này đẹp lắm, xe này người ta đi người ta kỹ lắm anh chị. Ốp inox xung quanh xe luôn. Thấy không? Ốp inox ron kính lụp lên hết luôn. Nè, tấm bi cửa này còn đẹp quá trời đẹp luôn, dàn ghế da cũng còn đẹp lắm anh chị. Quá đẹp luôn anh chị à. Quá là đẹp. Bọc trần ni lông nè, ghế da sẵn nè, lót sàn nè, ốp inox 7 bước nè. Gắn màn hình Android nè, gắn camera 360 nè. Đó. Xe này người ta mua tại vì gia đình đó chị, nên người ta cũng lên nhiều phụ kiện lắm. Đó nè, ghế da nè, trần ni lông nè. Màn hình Android nè, camera hành trình nè, bọc vô lăng nè. Cần số nè. Đó, ốp gỗ nè. Xe quá đẹp. À, tấm bi cửa đẹp lắm, keo chỉ một thứ nguyên zin, mua bán cam kết đảm bảo anh chị. Em mở cái nắp capo lên luôn, vô trong mở nắp capo lên quay cái động cơ cho anh chị coi. À, nè, bên tài nè chị, không đó bên tài nè còn đẹp quá trời luôn. Đó, mà đây là cái phần động cơ nè, anh chị coi nè, khách hàng người ta độ luôn cái ti trợ lực luôn nè chị. Đậu luôn cái ti đẩy á. Đó, nè. Lên đèn xenon cho anh chị luôn, đèn led luôn, xenon nè, đèn led luôn nè. Đó, vừa là xenon nè, vừa led luôn. Cái này lên xenon nè. Cái này là led nè. Đó, độ một cặp ánh sáng trắng. Đi ban đêm ánh sáng nó mạnh lắm. Máy móc là còn nguyên zin anh chị, mua bán cam kết đảm bảo máy móc nguyên zin. Nói chung cũng bao chị để test hãng đổi máy. Đó, ốc capo là còn nguyên zin luôn. Đó nè, độ cái ti đẩy nè. Đó, nè, nó lên đèn xenon nè, ánh sáng mạnh nè, nó lên đèn led luôn nè, khung xương mọi thứ nè, máy móc là còn nguyên zin nguyên bản hết luôn. Đây nè, đó, xe thì còn đẹp quá trời đẹp luôn, lên full phụ kiện luôn anh chị. Rồi cái chiếc Fortuner này chiều bán giá là 860 triệu còn bớt nha. Anh chị các bạn nào mà quan tâm thì liên hệ chiều đến coi. Nè, chiều có hai chiếc máy dầu tự động luôn, chiếc này là 219, 860. Chiếc này là 2022 nè. Đó, 2022. 1 tỷ 020. Máy dầu tự động luôn. Ở đây thì có chiếc CX5 nè. Nói chung là nhiều xe lắm, để chiều đi vòng một vòng cho anh chị các bạn tham khảo qua. CX5 2021 nè, 720. Mazda 3 2024 640 triệu. Ford Everest 2023 1 tỷ 260. EcoBoost này thì mới về, chiều chưa có biết giá. Anh chị có quan tâm EcoBoost thì liên hệ chiều nha. Máy dầu số tự động 2022 nè, 1 tỷ 020 nè.
Fortuner Legender 2022 là 1 tỷ 120 triệu nè. Kia K3 560, Fortuner máy dầu số sàn 2021 là 900 triệu. Ở đây thì Innova 2023 số sàn luôn, giá là 735 triệu. Hyundai Tucson 2020 1.6 turbo giá là 750 triệu. Vios 2020 bản E nhưng mà số tự động giá là 425. CX5 2021 10.000 cây giá là 725 triệu. Altis 2021 giá là 630. Rồi anh chị có quan tâm xe nào đến showroom của chị qua xe chị bớt thêm nhé.